Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết tới thôn Phú Quê, xã Bục Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, khi hỏi về ông Lê Minh Hoàng, người có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thì dường như ai nấy cũng đều biết đến. Trong căn nhà cấp 4 dột nát sập xệ chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc bếp ga, ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, cho biết công việc chính của ông là làm thợ mộc, tuy nhiên thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Con trai tôi một đứa năm nay 20 tuổi đang đi học đại học, một đứa thì 27 tuổi đang học lấy bằng thạc sĩ. Tiền tôi kiếm được bao nhiêu thì lo cho các con và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình hết nên cũng không tích góp được ít nào. Cũng chính bởi vì lẽ đó, nhiều năm gần đây căn nhà của ông Hoàng ngày càng xuống cấp nhưng vẫn chưa được tu sửa. Ông Hoàng nói tôi nhiều lần cũng muốn tu sửa lại căn nhà nhưng chi phí tốn kém tôi không có tiền nên đành ở tạm. Khi được hỏi về khả năng cầu mưa, ông Hoàng cho biết năm 2000, ông nhận thấy bản thân có khả năng đặc biệt này nhưng mãi đến năm 2004 mới rõ. Sau đó ông Hoàng nghiên cứu ở Mộc Châu một thời gian rồi trở về Hà Nội nghiên cứu tiếp khả năng đặc biệt của bản thân. Tôi từng đi cầu nguyện xin mưa ở nhiều nơi, năm 2013 tôi đi vào Quảng Nam Đà Nẵng, năm 2015 tôi vào Lâm Đồng, rồi đến năm 2019 vào Bến Tre. Mỗi lần đi tôi đều tự kiểm định về kết quả của bản thân, ông Hoàng chia sẻ. Thế nhưng những năm gần đây, ông Hoàng mới biết cần phải có giấy xác nhận cấp phép về khả năng đặc biệt này. Qua tìm hiểu, ông Hoàng được một số người hướng dẫn nộp đơn để xin cấp phép về khả năng cầu nguyện xin mưa. Họ bảo tôi phải lập lên một cái đề tài xong trình lên nhà nước. Khi được nhà nước phê duyệt thì tôi đi đâu cũng thuận tiện. Sau đó tôi có gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp phép nhưng không được. Giờ không có giấy tờ tôi đi vu vơ như này dễ khiến mọi người hiểu lầm. Tưởng tôi đi truyền bá trái pháp luật. Ông Hoàng cũng cho hay, khoảng thời gian gần đây tôi có đến nhờ Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thì được giới thiệu với Chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do chưa được kiểm chứng nên những đề xuất trong thời gian qua của tôi không được chấp nhận. Nhận xét về bản thân ông Hoàng, bà xoa 65 tuổi, một người dân thôn Phú Khuê cho biết, ông Hoàng hiền lành dễ gần nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi được hỏi về khả năng cầu nguyện xin mưa của ông Hoàng thì người phụ nữ này cho rằng bà từng được nghe kể nhưng chưa thấy người đàn ông này cầu nguyện xin mưa bao giờ. Ông Lê Định Luận 70 tuổi, anh trai ruột của ông Lê Minh Hoàng chia sẻ, ông Hoàng trước có nghiên cứu ở trên Mộc Châu một thời gian rồi về làm việc ở Hà Nội. Ông Luận cho hay, "Em trai tôi thi thoảng có đi mấy hôm mới về nhưng tôi không rõ đi đâu, tôi cũng không biết Hoàng có khả năng cầu nguyện xin mưa được không, nhưng nếu cầu nguyện được thì đó là điều tốt giúp ích cho mọi người." Bên cạnh đó, vợ ông Luận cho biết, ông Hoàng là một người tính tình thoải mái, hiền lành và thường hay giúp đỡ mọi người. Khi tìm hiểu, một số hộ dân gần nhà ông Hoàng lại cho hay, không biết về khả năng cầu nguyện xin mưa của người đàn ông thợ mộc này. Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần, nghi bị xâm hại ở Hà Nội, anh N.A. trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, Đầu tháng 1 năm 2024, gia đình nhận thấy bụng cháu Y, sinh năm 2012, con gái anh A to hơn bình thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xác định cháu Y mang thai ở tháng thứ 6. Cho đến nay thai nhi đã được 38 tuần tuổi. Thời điểm phát hiện sự việc qua lời kể của con, gia đình được biết cháu Y bị người đàn ông hàng xóm làm hại nhiều lần. Người hàng xóm thường lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều khi gia đình anh đi làm để có ý đồ xấu với cháu thậm chí có lần người đàn ông hàng xóm còn dụ em sang nhà chơi và thực hiện hành vi ngay tại nhà đối tượng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã dẫn cháu đến công an xã Tam Hiệp để trình báo. Công an huyện Thanh Trì đã cử cán bộ điều tra xuống lấy lời khai, tuy nhiên đến nay gia đình chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm từ công an huyện Thanh Trì. Dự kiến chiều nay con gái tôi sẽ mổ sinh, gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh người xâm hại tình dục con gái tôi anh a nói vẫn theo bố cháu y từ khi phát hiện sự việc gia đình anh phải nghe những lời xì xào bàn tán những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi gia đình anh a cũng tạm thời cho cháu nghỉ học để tránh ảnh hưởng tới tâm lý tại địa phương gia đình anh a có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm để có tiền nuôi con, anh A phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, anh A thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Được biết, vợ chồng anh A có hai người con, cháu L là con út. Khi cháu L vừa tròn một tuổi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên vợ ông A đã bỏ nhà ra đi, đến nay chưa biết tung tích. Kể từ đó, ông A phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Mới đây, thanh tra huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum công bố kết luận đối với việc triển khai tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự án do Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang làm chủ đầu tư, cấp 108 bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Ngọc Quang. Theo kế hoạch phê duyệt, mỗi con bò giống trị giá 16,5 triệu đồng từ 17 đến 20 tháng tuổi, nặng từ 1,4 đến 1,5 tạ, 140 đến 150 kg, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Người nuôi phải trả lại 35% 5,7 triệu đồng trong 2 năm. Tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Quang đã thực hiện cấp phát bò cho người dân. Tuy nhiên, nhiều hộ dân trên địa bàn xã phát hiện bò thiếu trọng lượng. Theo người dân phản ánh, đây là con bê, con bò con chứ không phải bò sinh sản. Theo thanh tra, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang cấp phát bò khi chưa có văn bản xác nhận nhóm hộ, áp dụng trọng lượng bò chưa sát với chỉ tiêu khối lượng phối giống lần đầu, trình tự, thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán chưa đảm bảo, lập danh sách ký nhận không đầy đủ thành phần tham gia chứng kiến cấp phát bò. Chủ đầu tư không chỉ đạo đơn vị cung ứng kiểm tra xác định lại trọng lượng của bò mẫu và các con còn lại mà chỉ đối chiếu bằng mắt thường, dẫn đến có 29 con bò, 1,2-1,4 tạ không đủ cân nặng đã phê duyệt trách nhiệm được xác định thuộc về ông ngô tuấn khoa chủ tịch ủy ban nhân dân xã ngọc quang hai phó chủ tịch xã là ông hoàng văn đạt và ông a trúc ba công chức xã là bà nguyễn thị thủy bà đinh thị kim trung và ông nguyễn xuân thành hai ông đặng thế quyết tổ phó tổ thẩm định và ông nguyễn thành hải phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cũng bị xác định là đã sơ xuất chưa chỉ ra thiếu sót về trọng lượng bò do ủy ban nhân dân xã ngọc quang xây dựng để điều chỉnh Thanh tra huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ngọ Quang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắc Hà chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các ông Quyết, Hải. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can còn lại là Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đã tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.